Ok nhá các bác, đây là chó quay Việt Nam đây. Đó. Mọi người nhìn cái rất là thơm đúng không ạ? Con này thì đã quay vào lò được gần tiếng rồi nhá, sắp ra lò đấy mọi người ơi. Đấy. Mọi người nhìn thấy cái màu da rất đẹp đúng không ạ? Nó vàng mà tí nữa cái màu cái phần da phần bì rất là giòn luôn này. Đó. Con chó này thì là tầm khoảng 10 mười mấy cân, 10 10 12 cân đổ lại thôi. Con bé bé, thuộc dạng bé bé chó non đó. Đó. Ở chỗ này nứt đấy cả cái phần thịt da này mọi người này. Uầy. Đó. Lửa rất là nóng luôn, đây còn nướng cả khoai nữa này mọi người. À. Đây nhá, cho mọi người test cho mọi người cái độ giòn của cái miếng bì của chó quay này. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Giòn như này cơ mà. Thấy chưa? Đấy. Tay sờ vào tí là vỡ luôn này. Thấy giòn chưa? Đây. Giòn đều luôn nhá, chó quay nhá, này này. Cũng giòn luôn đấy chưa? Nó vỡ như là giòn đúng không? Giòn hết luôn này mọi người. Đấy. Còn hết luôn. Đấy. Giòn cả chỗ vùng bụng luôn. À, nghe cái tiếng giòn chưa ạ? Hai tặng một, hai thùng tặng một thùng mà anh bán một phát là hết nhanh. Ba chỉ đấy. Ngon đấy. Con này qua được gió đấy anh nhỉ? Còn tan. Thế này mới bí quyết gia truyền 7 đời. Thank you.
Cứ đi vào đi em. Cái rồi kia còn thiếu chân. Vâng ạ. Anh cái là một. Đây là cái nha. Các bạn là cái một à? Hả? Một. Phần bàn thôi. Em ăn toàn cổ mà, ăn đùi mà. Ê. Để chạy cái cổ rồi.
này ngon này, bây giờ mình thấy mỏng. Cái cổ với cái đùi là nó có nhiều nạc hơn, nó không nhiều mỡ. Nhưng mà nó cũng không được ba chỉ. Cái ba chỉ lại mỡ mỡ hơn, cổ nó hơi nạc. Ăn mỡ được thì được. Chưa thấy gọi gì. Ngon nhỉ. Cứ tốt đó. Anh kia là hai đĩa ba chỉ. Đúng rồi, mình đến rồi vào đây. Hả? Mình đến rồi nhá. Đấy, anh quan rồi em cài luôn. Nhỉ. Thịt đỏ rất là ngon đấy. Hả? Cái thịt đỏ rất là ngon. Để mà nó sao càng tốt. À, đúng rồi. Đấy là gọi là hát hữu đóng đúng không? Đúng rồi.